cô chú chị xem dàn xương nè, cành đánh nè, lượng lắc rất là dữ ha. Và cái bệ đế này thì quá quá đẹp. Này nằm chậu 7 hay 8 ta? Này chắc chậu 80 quá, 80 anh gì? Vòng 80. Ồ, cái này em xin phép cả nhà mình em ra ngoài quay xuống ra. Cây đẹp lắm cô chú chị. Này nói chung cả nhà mình xem cây như vậy ra cái giá như vậy nó cũng rất là phù hợp thôi đó nha. Lớn lắm nha. Lớn lắm, này đem đứng mỹ ở ngoài xa nhìn cái phơm tàn cả nhà xem. À, còn cái chiều cao nó thì nó đụng cái mí nóc của cái nhà lưới luôn ha, rất là đẹp. Thì vừa có bán vừa có cho thuê luôn á. Chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì hiện tại em đang có mặt tại vườn mai vàng Hoàng Đế, nó tọa lạc tại ấp An Quy, xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, để quay cho cả nhà mình cùng giao lưu với nhà vườn mình một số lô mai hết nha. Thì cũng xin giới thiệu thêm với cả nhà mình, thì vườn mai Hoàng Đế thì là một trong những nhà vườn lớn nhất của huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, thì với diện tích rất là lớn ha, và cái số lượng cây rất là nhiều. À, và đa phần là mai ghép gốc nhớt nha cả nhà, mai ghép gốc nhớt số lượng cả nhà mình xem bạc ngàn luôn. Thì cả nhà mình thấy cái vườn lớn vậy đôi khi cũng có chút xíu là e ngại, là sợ cái mức giá nó cao quá mình không dám mua, nhưng mà thật sự là những cái vườn càng lớn người ta bán cái giá càng phải chăng nha. Thì hôm nay bên nhà vườn mình sẽ quay báo giá chúng ta một số lô gốc nhất đại loại như những cái hàng như thế này nè cả nhà, và giá cả cực kỳ hợp lý, cực kỳ phải chăng luôn cho chúng ta. Thứ nhất là mua đi bán lại nè, thứ hai là mua về cho thuê nè, và thứ ba là chúng ta mua về chân tết, cũng giá cực kỳ phù hợp luôn nha, cực kỳ phù hợp luôn. Do đó thì chúng ta đừng có e ngại ở những cái vườn lớn nhỏ gì hết ha. Rồi bắt đầu là chúng ta tiến vào gặp nhà vườn nha. Đây cả nhà quay sơ tổng thể cho cả nhà mình xem một cái, rồi tiến vào gặp chỗ anh Duy đứng list ngày hôm nay. Rồi em chào anh Duy nha. Rồi, chào khán giả kênh Bonsai Lê Thảo ha. Hôm nay thì đến vườn này thì mình cũng xin giới thiệu ha, bán một số mặt hàng gốc nhớt và mùa cho cả nhà mình ha. Đặc biệt hôm nay thì vườn em sẽ hạ giá thành cho cô chú anh chị mình chơi tết một số mai nè, mai gốc nhớt mà được quấn củ đẹp nha cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ báo giá một số mã số cho cả nhà mình luôn nha. Khoan, giờ mình trước khi mình vào mã số thì mà anh thông tin thêm cho khán giả trên kênh là hiện tại là bên vườn mình cái hàng này có khoảng bao nhiêu cây hết Duy? Hiện tại giờ ở vườn thì còn khoảng 500 mấy 600 cây lớn nhỏ luôn á. Dạ. Thì cũng được một số anh em đến tận vườn thì ủng hộ cũng khá là nhiều ha. Thì cũng còn một số mặt hàng nó cũng gọn gọn nè, nên mình sẽ hạ giá, đặc biệt mình hạ giá cho cả nhà mình mua đi chợ nè, bán lại hoặc là chơi tết ha. Dạ. Thì cái lô này thì hôm nay sẽ báo giá cho cả nhà mình cái giá thấp nhất luôn cả nhà. Giá sỉ thì nó sẽ chiết khấu thêm phần trăm nữa ha. Tại vì ở đây là cái giá bán lẻ nè, còn cái giá sỉ mình thì mình chiết khấu tùy theo mức độ mà cô chú anh chị mình mua ha. Mua 20 cây hoặc là 30 cây, nhiều nữa thì chiết khấu từ 10, 15, 20% ha. Dạ. Vậy quá ok kìa. Dạ. Rồi bây giờ mình báo giá luôn chứ hả anh Duy? Rồi, tại vì ở đây có đo thông số hết ha. Dạ. Ở đây thì có cái mã số nè, B1 và 175 ha. Dạ. Đó, cái chiều cao của nó là 1m3 nè, tán ngang 1m3 luôn ha. Cái hoành thân ở đây là 19, hoành cũ là 40. Cái giá là 4 triệu rưỡi ha. Wow, 4 triệu rưỡi một cây như vậy đây. Nói chung là sao anh Duy, nó có cái chậu, cái đôn gì không? Chậu đôn luôn nha. Chậu đôn luôn á hả? Vậy là quá tiện cho chúng ta. Chậu đôn luôn. Đây cả nhà mình xem thấy cái giá là cái giá này là giá lẻ nha. Rồi làm sao anh Duy, cái này là mình ship không hay là cái mình ship luôn, ship 200 cây số luôn nha. 200 cây số luôn là có cả bộ vậy luôn. 4 triệu mấy một cây. Nguyên bộ này luôn nè. Đây cả nhà, một cái cây dảo Thủ Đức ghép gốc nhớt già mùa nha cả nhà. Nụ rất là đẹp luôn. Nói chung cái già gốc nhớt này nụ rất là đẹp luôn. Đây, cô chú anh chị mình xem củ đế ha. Cái cây coi như là cây này 175 đi, mã số B175 nè cả nhà. Giá 4 triệu rưỡi cả bộ nha. Nhớ mã số ha. Dạ. Rồi, cây tiếp theo cây số 2, cây số 2 là mã số là C33 nè, C33 chiều hoành cũ nó là 25 ha. Không, cái đó cao 1m25. 1m25. Dạ. Tán ngang là 1m2. Hoành thân của nó là 16 nè.
Hoành củ nó 35 ha, giá là 3,8 triệu luôn. Wow, một cây như vậy là 3,8 triệu là có cả bộ vậy luôn nha cả nhà. Những cái hàng như thế này mà Tết nó nở bông cả nhà chừng là rực rỡ luôn á, đẹp nhớ ghép già mùa mà. Rồi tiếp theo cây, cây này là C32 nè cả nhà. C32 cao 1m15 ha, tán ngang 1m2. Hoành hoành thân thì được 16, hoành củ được 38 ha, là giá 3,8 triệu nha. Wow, bao Củ triệu rất là tám đẹp luôn nha bao nha. ship như thế này, củ đế này cô chú chị xem. Cái này làm như em kêu giá, làm như em cảm giác thấy nó có giá nó nhẹ nhẹ hơn một số Này. mấy vườn mà cả nhìn lâu lâu có ít cây cả nhà. À, cô chú chị mình xem trên kênh em thường thì cảm nhận nha, 3 triệu mấy một cây mà cả bộ như thế này nè nha cả nhà, cả bộ là có đôn có chậu luôn á, bao bao ship nữa phí 200 cây số ha. mà cây rất là đẹp rất mạnh nha. Rồi cây kế tiếp, Cây kế tiếp là cây B174 ha. B174 Chiều cao nó là 1 mét nè, tán ngang 1m25. Hoành thân là 18 ha, hoành củ là 30. Đó, giá là 4,2 triệu ha. Cây này đấy. đặc biệt, cái bồ tàng nó rất là Ồ, đẹp cây này luôn. bộ tàng quá xuất sắc ha. Đây cả nhà mình xem chỗ gì đứng nhất Rất thì là cả nhà đẹp. mình thấy cái tàng form tàng khá to nha, củ đế ha, và cây rất là mạnh rất là sung luôn. Rồi 4,2 triệu cho một bộ này đây. Nhắc lại ha, cả nhà mình cứ nếu mà mua nhiều sẽ được giá sỉ rất là ưu đãi nha cả nhà. Rồi, tiếp theo cây B173 nè. Chiều B173 cao là 1m15, ngang là 1m15 luôn nha, hoành thân là 18, hoành củ 35 ha, giá cây này là 4 triệu nè. 4 triệu. Thầy cả nhà mình xem Thân cốt lên rất là xứng đẹp đáng đồng luôn. tiền bát gạo chưa? Đặc biệt cái lô này nụ rất là đẹp luôn. Nói chung qua cái dàn nút rất là đẹp luôn. Ừ. To mà nó lực. Nút to lực quá. Rồi mình cũng tiếp theo cây C31 ha. Chiều cao của nó 1m15, ngang là 1m15 luôn. Hoành thân là 17, hoành củ là 40 nè. Là giá là 3 triệu 7 nha. 3 triệu 7 Cả nhà nhớ mã số giùm em nha. hoặc là cái này sao gì cũng vậy, là khi mà xem á cô chú chị mình nhiều khi phớt phớt qua không nhớ ha, hoặc là có nhờ mình quay lại có Được nhân được viên phải luôn, không? tại có nhân viên mình kết bạn Zalo, cái nhân viên mình quay lại kỹ hơn ha, dạ dạ kỹ dạ hơn cho cái nhà mình xem kỹ lại tại luôn. cái này em mấy anh em quay cũng hơi nhanh á. Đây cả nhà em xem cây này thì C31 nè, giá 3,7 triệu, cây này đẹp quá nè. Sẽ lược lại cái có nhân viên thì cứ liên hệ trực tiếp nhân viên cứ quay lại xem kỹ hơn cái nhà. Cái này C26 nha. Cao là 1m2 nè, ngang 1m2. Hoành thân của nó 20, hoành củ của nó 25 nha. Giá là 3 triệu 8 ha. 3,8 triệu Cây cho này cái mã cũng được bộ tàng rất C26. là đặc ha. Và cả nhà lưu ý nha, bên nhà vườn mình là ship luôn cái chậu luôn cái đôn á. Cô chú chị mình mua một cặp như thế này là về để hai bên nhà là xuất sắc rồi, khỏi cần làm gì nữa. Đôn đẹp, chậu đẹp ha. Dạ, rồi tiếp theo cây này là C27 nha cả nhà. Cao 1m2, tán ngang 1m3 nè. Cái hoành thân được 16 ha, hoành củ nó được 28. Giá nó 3 triệu 8 luôn nha. 3,8 triệu, 3,8 triệu bảo phí ship cả chậu nha cả nhà. Cái này thì hôm nay nói chung là em cũng sơ lược một ít cây cho cả nhà mình tham Ừ. khảo giá thôi. Còn nếu cần nhiều nữa thì bên nhân viên sẽ quay xem nhiều ha. Cái này B128 nè. Cao 1m25, ngang 1m2 ha. Hoành thân là 19, hoành củ là 45 nè. Giá cây này là 4 triệu 2 ha. Cây này 4 củ triệu đẹp. 2 đây, cả nhà xem Rồi, cái cây này củ đẹp. củ to nha. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi, tiếp theo cây này là C28 nha. Cao 1m1, ngang 1m2 nha. Hoành thân nó 18 ha, hoành củ là 38. Giá là 3 triệu 7. 3 triệu 7 nha cả nhà. 3 triệu 7. Giá rất là phù hợp với hầu hết mọi cô chú chị mình đang xem kênh trên kênh em ha. Rồi, tiếp theo cây này nữa đi. Cây này là C29 nha. Cao 1m1, ngang 1m2 nè. Hoành thân là 16, hoành củ là 44 nha. Dạ. Giá là 3 triệu 8 ha. 3,8 triệu. Rồi, 3 triệu 8. Đây cả nhà xem form tàn nụ nút cái lô này nó đạt Nó nụ rất đẹp. là đạt nha cả nhà. Nó nụ đẹp. Rồi, có số cây cũng tầm cao hơn một tí nè. À, bên này là coi như lớn hơn xíu, lớn hơn tí ha. Chậu chậu bên kia chậu 5,5 ha, qua đây là chậu chậu 6 nè. À, bên kia 5,5 này 6. Và có mã số B ha. B181 nè. Chiều cao là 1m15, tán ngang 1m3 nè. Hoành thân là 17, là hoành củ 35 ha. Có
có giá là 5.500.000 nha. 5.500.000. Đây, cả nhà mình xem cái cây nó lớn như cây mai tàng luôn nha, như cây mai tàng thông luôn. Giá thì 5.500.000 cả bộ nha cả nhà. Rồi, cây này có mã số là B180 ha. Chiều cao là 1.4 nè, tán ngang là 1.3 nè. Hoành thân là nó được 18 ha, hoành cũ là được 37. Giá cũng 5.500.000 nha cả nhà. 5.500.000. 200 cây số luôn ha. Rồi, ok. Ta bộ tạ. Rồi, tiếp theo cây B179 ha. Chiều cao nó là 1.2, tán ngang là 1.25. Hoành thân 16 ha, hoành cũ là 40. À, giá bán là 5.200.000 nha. 5.200.000. Cây này bộ tàng cũng đẹp lắm. Cả nhà xem cái phơm tàng rất là đẹp ha. Tròn đỉnh mít, nụ nút thì ok ha, củ đế rất là đẹp. Cây bên đây. Cây đó bán rồi. À. Đây, tiếp theo cây B178 nha. Cả nhà nhớ mã số ha, ngày kia nhân viên em quay lại kỹ hơn nha cả nhà. À, chiều cao 1.25 nè, tán ngang là 1.15, hoành thân là 17, hoành cũ là đã được 29 ha. Cái cũ. Giá là bán là 5.200.000 nha. 5.200.000. Chậu này là lọt lòng chậu lọt lòng 60 nha cả nhà. Bên hồi nãy cái phần bên này là 5.5, 5.5, bên này là lọt lòng 60. Rồi, tiếp hàng theo. Cây mã số là B177 ha. Chiều cao là 1.15, tán ngang 1.2 ha. Hoành thân là 14 nè cả nhà. Hoành cũ là 24 ha. Cũ này nó cũng gọn gọn thôi nhưng mà được cái bộ tàng. Giá bán là 5.200.000 luôn nha. 5.200.000. Tàng đẹp. Cái này là giá lẻ nha cô chú anh chị, khi mà mình mua cái giá sỉ là bên nhà vườn sẽ bớt chúng ta khá nhiều á. Rồi tiếp theo cây số B176 ha. Chiều cao là 1.2 nè, tán ngang 1.2 luôn. Hoành thân là 17 ha, hoành cũ nó được 30. Giá bán là 5.500.000 nha. 5.500.000. Cái này cái chậu với bao phí ship nữa là 1.000.000 luôn á. À đúng rồi. Cái giá cây nó rất là ưu đãi nha cả nhà. Đây cô chú anh chị xem cái bộ chậu bộ đôn xoay này nữa thì cái giá nó cũng khá rồi cả nhà. Ship nữa. Tại chắc mình ship xe quá anh Duy. Đi xe đó, cũng như xe. Là mình gom một chuyến xe nó đủ mình sẽ đi cho khách luôn. Dạ. Ở bên đây giới thiệu bên đây có số cây lớn nữa đi. Dạ. Này là dạng lớn hơn hả? Lớn hơn nãy giờ ha. À, còn một cây nè. Cây này còn cây lớn nha cả nhà. Đa Phúc á, Đa Phúc, dạo Đa Phúc. Dép dạo Đa Phúc. Quay tổng thể ngoài xem. Cái tàn nó rộng quá nên em đứng hơi xa chút xíu nha cả nhà. Đây. Hàng lớn ha. Hàng này thì hình như xoay được á phải không nha anh chị? Xoay mà giờ nó bị vướng cái này nè. Dạ. Thôi khỏi xây nhưng mà tại thấy nó đụng nhích xây luôn đó. Dạ. Rồi cái này mà để trước cửa nhà một cây như thế này chơi xuất sắc rồi. Đây cả nhà xem tổng thể với dưới bệ từ cái phơm tàng tới cái bệ đế ha. Nhìn rất là đẹp. Này có thông số không gì? Có thông số luôn nè. Cây này qua là gọi là VIP 2 á. À, cái chiều cao nó là được 2.4 nè. Tán ngang là 2.3, hoành thân là được 52 ha. Hoành tổng cái hoành đế á. Dạ. Được 1.05 m. Giá bán cây này là 60 triệu nha cả nhà. 60 triệu. À, cũng cho thuê luôn. Nếu mà thuê tại vườn thì là cái giá nó 15 triệu. Còn mình thuê bao phí ship á, vận chuyển á, là giá 20 triệu ha. Wow. Cũng có cho thuê luôn. Ở đây cô chú anh chị mình xem kỹ cái cây nha. Cái phơm tàng và cái cốt cành bên nhà vườn đánh nè. Đánh rất là nghệ thuật nha cả nhà. Rất là có chiều sâu. Khi mà những cây như thế này cô chú anh chị mình lật lá ra nhìn cái dàn cành nó mới đã, thì còn lá thì mình chỉ nhìn cái phơm tàng nó tròn thôi, phơm tàng tròn thôi. Còn khi mà lật lá ra cô chú anh chị mình xem dàn xương nè, cành đánh nè, lượng lắc rất là dữ ha. Và cái bệ đế này thì quá đẹp. Đây nằm chậu 7 hay 8 ta? Này 8, chắc chậu 80 quá, 80 anh gì? 80. Ồ cái này em xin phép cả nhà mình em ra ngoài quay xuống ra. Cây đẹp lắm cô chú anh chị. Này nói chung cả nhà mình xem cây như vậy ra cái giá như vậy nó cũng rất là phù hợp thôi đó nha. Lớn lắm nha. Lớn lắm. Này đem đứng Mỹ ở ngoài xa nhìn cái phơm tàng cả nhà mình xem.
Còn cái chiều cao nó thì nó đụng cái mí nóc của cái nhà lưới luôn ha, rất là đẹp. Thì vừa có bán vừa có cho thuê luôn á cả nhà, vừa bán vừa cho thuê luôn. Thì cô chú anh chị mình cảm thấy mà mình về nuôi không được thì mình thuê về mình trưng Tết, hoặc là cô chú anh chị mình mua mua thì ví dụ như hàng lớn này mình có nhận nuôi lại không anh gì? Cũng có nuôi lại luôn, Có nuôi cái lại luôn thỏa ha, thuận ví cái dụ giá như cả cô chú anh mình chị thôi. mình mua mà mua mình thích sở hữu cái này, thích cái này quá sở hữu cái này, muốn sở hữu cái này thì chơi Tết xong thì liên hệ bên nhà vườn có nhận nuôi lại cho chúng ta luôn. Đây xương cành gốc cành ha, và cái dàn nụ nút nè, xuất sắc chưa. Đây là giảo đa phúc nha cô chú anh chị, giảo đa phúc cây như thế này thì bên nhà vườn mình giao luôn ta giá 60 triệu nè. Bệ đế rất là đẹp và cốt cành đóng đóng đánh cho cả nhà xem, đánh nhạo rất là dữ nha. Đấy, một cây lớn ha, giá 60 triệu. Mà số một số cây này nữa đi cái này là B8 ha, mà số B8. là B8, cái hoành thân của nó là 22 nè, hoành cũ nó được 35 ha, chiều cao là 1m3, tán ngang là 1m1, giá bán là 5 triệu 500 ngàn luôn ha. 5 triệu 500 ngàn. Lô Đấy. này, lô này cũng 5 trụ 6 nè, càng Củ ngang đế càng rất ngang là đẹp 6 nha rưỡi. cả nhà. Củ đế phơm tàn. Đặc biệt vô cái chậu là mình thấy ưng liền ha. Chung bên nhà vườn mình coi như là nâng niu từ cái cây một. Do đó thì khi mà đưa tới tay khách hàng thì thấy phải nói là ưng trong bụng ha. Rồi tiếp theo cái này đi. Cái này là mã số B13 nha. Hoành thân của nó là được 16, hoành cũ là được 40 nha. Cao 1m3, tán ngang 1m2. Giá bán là 5 triệu 200 ngàn ha. 5 triệu 200 ngàn. Này xin nhắc lại cả nhà mình đây bên nhà vườn mình giao lưu hiện tại là cái hàng mai gốc nhớt nha cả nhà, chứ không phải mai mai riêng tầng thông nha, mai gốc nhớt ghép chậu Thủ Đức già mùa ha. Thì nãy giờ bên nhà vườn mình báo một số mã số cho ông ta nắm thôi, chứ còn nhiều quá thì báo không hết đâu, nhưng mà cho cô chú chị biết đừng có ngán thấy số lượng nhiều quá hoặc là vườn lớn quá mình sợ giá cao, không có nha, giá dễ mua lắm đó. Càng Kỹ, ngày tại cái tàn vì đẹp có dữ. số cây khách cũng có mua nè, Dạ. không biết sợ có buộc dây không. Cái đó Rồi không có. cây này không có nè. Cây này là A22 ha, À, hoành 22. thân của nó là được 21, hoành hoành cũ của nó là được 42, chiều cao 1m2, tán ngang 1m4 nha. Giá bán cây này thì mình hạ giá luôn, còn 5 triệu 700 ngàn ha cả nhà, 5 triệu 7 ha, mở phí ship luôn. hạ giá là hết 300 ngàn, giá niêm yết là 6 triệu cả nhà, nhà vườn bán 5 triệu 7 luôn. Và cái đó là cái này là giá lẻ một cây nha cô chú anh chị, nhớ lưu Lẻ ý giá lẻ một cây nha. Còn khi mà cô chú anh chị mua được số lượng có thể mình mua về chơi Tết, mua đi bán lại, hoặc là mua về để mình làm cái cho thuê đồ đó, thì bên nhà vườn sẽ cho cái giá ưu đãi nhất chúng ta, cứ alo đi là có bán đó. rồi. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh và theo dõi hết cái clip ngày hôm nay ha. Thì hôm nay bên nhà vườn mình quay để báo một số mã số thôi cho cô chú anh chị mình biết cái giá nó niêm yết như thế nào. Đấy, cả nhà mình xem thì cái vườn rất là lớn, cái số lượng rất là nhiều, và báo cái giá thì ví dụ như một cây như thế này mà cả chậu luôn thì nó giá tầm 3 triệu mấy, thì thật sự mà nói thì so ra với em thì bên nhà vườn này bán rẻ hơn rồi. Nói nhiều khi cô chú anh chị mình muốn ủng hộ em thì tội nghiệp, nhưng mà thật sự là vậy, tại vì ở đây bên nhà vườn mình làm cái số lượng rất là nhiều, do đó thì bán cái giá rất là vừa phải ha. Chứ nếu như mình làm được một cây như thế này, cả nhà mình biết cái hàng gọn gọn như thế này thôi là làm từ từ 6 tới 8 năm mới được một cây mai như thế này ngay cả nhà. Là cái đó là khi ghép rồi đó, còn khi mà ươm cái hạt lên rồi ghép, tại vì cái hàng gốc nhớ ghép ba lớn về đổ lại cả nhà, do đó thì rất là lâu luôn. Và lý do là sao mà cả nhà mình biết nhiều cô chú chị mình chuộng cái hàng mai gốc nhớ, tại vì gốc nhớ thì nó là như em nói là ghép già mùa, thì những cây mai mà nó già mùa thì nó sẽ cho một cái màu bông nó sẽ đậm hơn, và một cái nụ của nó sẽ lên nhiều cái chân bông hơn, do đó thì được nhiều cô chú anh chị mình chuộng là như vậy. Và thêm một cái ưu điểm lớn nhất của nó là những cây già mùa thì nó sẽ nở rất là đạt nha cả nhà, nở rất là đạt, do đó thì khi mà chúng ta trưng những ngày Tết đó, thì nhìn cây mai nó rực rỡ, thì cái khí vận trong gia đình của mình đó, thì nó càng ngày càng càng coi như là càng sung hơn cả nhà, coi như là hạ càng khấm khá phát triển hơn, do đó thì những cái hàng mai già mùa thì được nhiều cô chú anh chị chuộng lắm. Thì ngoài những cây mai mai mà gốc nhất gọn gọn ra thì đây cả nhà mình xem, đây là cũng vẫn là những cái hàng mai gốc nhất nè, cũng rất là to luôn nha, rất là lớn đấy, rất là nhiều ha. Thì do đó thì cô chú anh chị mình đang có nhu cầu loại nào
ha, thì cứ alo nhà vườn để nhà vườn quay tư vấn cho ông ta. Cái số lượng như nãy giờ cô chú chị mình xem là 500 600 cây như thế này, 500 600 cây như thế này, thì do đó thì trong một clip vỏn vẹn thì không thể nào quay hết được, chủ yếu là báo mã số một, một kích cỡ là một số ít để cho cô chú anh chị mình nắm. Nhà vườn như thế này, cái mẫu như thế này là giao lưu cái giá tầm nào để cô chú anh chị mình đừng có bỡ ngỡ, đừng có ngán, đừng có ngán ở cái vườn này lớn quá trời rồi sao dám mua, mà thật sự cái giá rất là hợp lý. Và ở đây nãy giờ cả nhà mình thấy cái giá lẻ nè, chứ còn giá sỉ thì nó còn rẻ hơn nhiều ha. Cả nhà mình xem như cây vậy ha, nụ nút thì bao phê kìa, cái này thì bao chúng ta từ A tới Z, những vườn lớn cô chú chị mua phải thật sự là an tâm. Tại vì ví dụ như khi về có vấn đề trục trặc hoặc này nọ thì có nhân viên tư vấn hết, hoặc là có những cái chính sách khi mà cô chú chị mình mua về mà cây nó có xui rủi đi, nó có bị sụp đồ này nọ thì bên nhà vườn sẽ có cái hướng để giải quyết cho chúng ta ha. Và cô chú chị thấy rõ ràng thì cái giá đây thì rất là dễ chơi đây, 3 triệu mấy một cây như vậy mà có cả chậu ha. Và nãy nghe bên chỗ anh Duy thông tin đó, thì khi mà cái cô chú chị mua được cái số lượng thì cái giá như vậy sẽ giảm xuống từ 10 tới thậm chí 15% 20% tùy theo cô chú chị mình lấy số lượng ít nhiều ha. Và đây cô chú chị tưởng tượng thí dụ như nhà mình chân dài 10 cây ha, nhìn coi nó sướng lắm nha cả nhà, nhìn coi nó sướng lắm, sướng con mắt lắm, rồi Tết nó hoa nó nở rực rỡ rồi nó thơm thơm nhẹ 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 nữa ha, thì cực kỳ rồi, và cái giá cực kỳ yêu thương luôn. Do đó khi mà cô chú chị mình thấy vườn lớn thì cứ cứ thoải mái mà alo để mình tìm được những cây mai ưng ý nhất mình về chơi Tết ha. Và đây em xin nhắc lại một lần nữa, thì đây bên nhà vườn mình những cái giá và đã báo là đi cả chậu cả đôn nha cả nhà, đi cả chậu cả đôn cho ông ta, alo một cái là nguyên bộ gì tới vườn tới nhà chúng ta chơi, ship xe nên cả nhà mình an tâm về cái vấn đề mà khâu vận chuyển cái này nọ ha. Rồi thì thôi, có lẽ em xin kết thúc cái clip ở đây. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh và theo dõi hết cái clip ngày hôm nay nha. Chào tạm biệt cả nhà, chúc cả nhà một ngày thật là nhiều niềm vui cũng như thật nhiều sức khỏe ha.